sự kiện CES 2022 tuần rồi đã mang đến cho chúng ta những bất ngờ nào? Hãy cùng Say Game tìm hiểu qua số bản tin tuần này nha. Hello Shop có chương trình khuyến mãi Nintendo Switch với mức giá cực ưu đãi. Nhanh tay lên các bạn ơi, số lượng cực kỳ giới hạn đây. NVIDIA mở rộng danh mục card đồ họa 3000 series ở cả phân khúc cao và thấp. Tại sự kiện CES 2022, NVIDIA đã công bố sản phẩm card đồ họa có thể xem là tối tân nhất hiện tại, RTX 3090 Ti. Cùng với đó là một số dòng sản phẩm laptop RTX với thiết kế mỏng nhẹ, các công nghệ đi kèm phục vụ công việc lẫn gaming và sự thay đổi bên trong dịch vụ chạy game đám mây GeForce Now. Jeff Fisher, trợ lý cấp cao và là phó chủ tịch GeForce, ông đề cập RTX 3090 Ti là GPU sở hữu tốc độ nhanh nhất từng có trong các sản phẩm của NVIDIA, khi bao gồm 24GB về RAM GDDR6X với tốc độ băng thông đạt được có thể lên đến 24GB/giây. Bên cạnh con khủng long RTX 3090 Ti, NVIDIA còn mang đến công chúng thông tin về RTX 3050 nhắm đến phân khúc thị trường gamer hạn chế về mặt tài chính hơn, sẽ ra mắt vào ngày 27 tháng 1. RTX 3050 được kế hoạch sẽ là chiếc GPU kế nhiệm của GTX 1650 lẫn GTX 1650 Ti. Từ phía bên kia chiến tuyến, AMD cũng công bố RX 6500 ST với mục tiêu tước bỏ vị trí độc tôn ở phân khúc thấp. Thị trường vốn dĩ thuộc về GTX 1050 hay GTX 1650 trong một khoảng thời gian khá lâu. AMD RX 6500 ST dường như là một khoản hời cho các gamer nếu được bán ra thị trường đúng mức giá. Sony công bố thông số chi tiết PlayStation VR 2 và trò chơi chính thức đầu tiên của nền tảng này. Tại CES năm nay, Sony PlayStation đã chính thức công bố thế hệ kính chơi game thực tế ảo kế tiếp của mình. Thiết bị này được gọi bằng cái tên khá đơn giản là PlayStation VR 2. Không có bất kỳ ngày phát hành, mức giá hay hình ảnh thực tế nào được PlayStation cung cấp cho công chúng, ngoại trừ những thông số chi tiết đã được họ chia sẻ thông qua một bài viết trên PlayStation Blog. Theo phó chủ tịch cấp cao của bộ phận trải nghiệm nền tảng Hideaki Nishino, ông tự tin khi cho rằng những công nghệ được tích hợp sẽ mang trải nghiệm chơi game thực tế ảo lên một tầm cao mới. Một vài thông số cấu hình PSVR 2 nổi bật được Sony đưa ra như sau. Chiếc kính này sẽ sở hữu một màn hình 4K tấm nền OLED với một bề mặt kính có độ phân giải là 2000x2400 pixel, tầm nhìn rộng 110 độ cùng tần số quét dao động từ 90-120Hz. Sony đã loại bỏ yêu cầu về camera cảm biến rời, thay vào đó là chiếc kính VR thế hệ 2 này sẽ sử dụng tính năng theo dõi, vận hành bởi chiếc camera cảm biến đã được tích hợp sẵn bên trong. Chiếc camera bên trong cũng có chức năng theo dõi chuyển động của mắt. Qua đó, PSVR 2 có thể nhận biết được người chơi đang nhìn gì và sử dụng nó để kích hoạt các tùy chọn khác nhau trong game. Một tính năng khác tương đồng với DualSense có thể được xem như là haptic feedback của chiếc kính PSVR thế hệ 2 này. Một motor nhỏ có thể đem lại cảm giác rung động phản hồi, mô phỏng lại các sự kiện mà chúng ta trải qua khi chơi game. Sony đề cập đến tính năng này như một sự phối hợp hài hòa với công nghệ âm thanh 3D mà PS5 sở hữu, và họ gọi đó là công nghệ cảm giác PSVR 2. Tất cả sẽ cùng cộng hưởng với chiếc tay cầm PSVR 2 Sense, mang trong nó tất thảy công nghệ của DualSense, qua đó tạo nên một trải nghiệm thực tế ảo tầm cao mới, đúng như những điều ông Hideaki tuyên bố. Horizon Call of the Mountain là tựa game đầu tiên được công bố phát triển riêng cho PSVR 2. Một tựa game độc lập được cho là ngoại truyện của Horizon. Hiện tại, chúng ta cũng có rất ít thông tin về Horizon Call of the Mountain, ngoại trừ footage cực ngắn được Sony tiết lộ tại CES. Dường như E3 2022 sẽ tiếp bước sự kiện năm ngoái khi được ban tổ chức dự tính thực hiện theo hình thức trực tuyến kỹ thuật số. Theo Ventubit, Hiệp hội Phần mềm Giải trí ESA đã tuyên bố virus Corona vẫn đang là một vấn đề đáng lo ngại. Do vậy, có lẽ một năm nữa sẽ là khoảng thời gian an toàn hơn cho việc tổ chức theo dạng offline. Nguyên văn của lời tuyên bố như sau. Do những rủi ro sức khỏe vẫn còn tiếp diễn xoay quanh Covid-19 và nguy cơ tiềm tàng của nó đối với sự an toàn của các nhà phát triển cùng những khách tham dự, E3 sẽ không được tổ chức theo hình thức trực tiếp vào năm 2022 này. Tuy nhiên, chúng tôi rất trông đợi về tương lai của E3 vào cả năm sau và sẽ thông báo chi tiết đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Với tình trạng lây lan đáng báo động của biến thể Omicron, thì ban tổ chức ESA đưa ra tuyên bố này cũng là điều dễ hiểu. Vậy là thông tin ban đầu về sự kiện E3 năm nay đã kết thúc bản tin tuần này từ SEA Games. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nhé.